Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tham dự chủ trì buổi lễ tại điểm cầu thành phố có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo cùng các thành viên trong ban chỉ đạo thành phố. Tính đến hết tháng 4 năm 2024, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 143.013 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 92% kế hoạch. 18.590 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 49% kế hoạch. 135.876 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 92,36% kế hoạch. Có 1.065.565 người đã tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,20% kế hoạch, còn phải khai thác 115.778 người. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đề nghị ban chỉ đạo các cấp tập trung tăng cường vai trò trách nhiệm của các quỹ chính quyền các cấp trong lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là phát huy vai trò của người tiến đầu trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Lễ ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được tổ chức đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn thành phố theo hình thức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các tuyến đường trung tâm khu vực đông dân cư trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân tham gia.